该如何救赎。40。Thiên Tường, đừng trèo nữa. Thiên Tường. Tuyết Nhi, em yên tâm đi. Nhất định anh sẽ cứu em ra được. Thiên Tường, chúng ta không còn nhiều thời gian ở bên nhau như thế này nữa. Tuyết Nhi, Thiên Tường, anh có thể ôm em không? Đồ ngốc. Thiên Tường, thật ra em muốn chết ở đây, chết trong vòng tay của anh. Như vậy anh không cần gì chữa bệnh cho em mà phải móc mắt nữa. Đồ ngốc. Yên tâm đi, anh nghĩ đây chắc là bẫy do thợ săn đào. Chờ thợ săn quay lại, chúng ta sẽ được an toàn. Lão tiên sinh, sao biết chúng tôi ở đây? Mắt của cậu là đôi mắt đặc biệt nhất mà tôi từng thấy. Ánh mắt của cậu có một luồng sức mạnh thần kỳ. Tôi rất muốn có đôi mắt của cậu. Sao có thể để các cậu dễ dàng rời đi chứ? Nào, nắm lấy. Chàng trai, tôi có thể cứu các cậu lên, cũng có thể hứa với cậu khám bệnh cho cô gái này. Nhưng tôi đã nói trước rồi, phải dùng đôi mắt của cậu để đổi. Cậu có đồng ý không? Tôi đồng ý. Thiên Tường, cô gái, điều kiện tôi vừa nói, cô thấy thế nào? Lão già, ông đừng mơ. Tôi tuyệt đối không để cho Thiên Tường đưa mắt cho ông đâu, Tuyết Nhi. Thiên Tường, nếu anh làm vậy, em nhất định sẽ làm giống anh, cũng móc một con mắt ra, Tuyết Nhi. Quả nhiên là một đôi quan gia sống chết có nhau. Năm đó, tôi cũng vì cô ấy, sẵn lòng đánh mất đôi mắt để chữa bệnh cho cô ấy. Nhưng không ngờ, cô ấy vì tôi mà lựa chọn tự sát. Từ đó trở đi, tôi đã thề sẽ không chữa bệnh cho bất cứ ai. Tôi đã ẩn cư ở đây được 20 năm. Không ngờ hôm nay, tôi vẫn còn nhìn thấy tình cảnh này. Cô gái, cô yên tâm đi, tôi không lấy mắt của chàng trai này đâu. Tôi còn muốn phá bỏ lời thề chữa khỏi bệnh cho cô, Tuyết Nhi. Nếu không, cô ấy ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ trách tôi. Nào, chuẩn bị lên thôi. Nào. Thiên Tường, chuyên viên Từ, sao anh tới đây? Thanh Hà không yên tâm về các cậu, nên bảo tôi tới xem thế nào, có chuyện gì thế. Để tôi kéo họ lên đã rồi tính. Nào. 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 Thiên Tường, em sao rồi? Em không sao. Ngửi xem nào. Ngửi thấy không? Có thể ngửi thấy. Tuy mùi rất nhạt nhưng vẫn ngửi thấy. Tôi thông qua châm cứu ép máu độc trong người cô ấy ra sau lưng, rồi lại mở một cái lỗ nhỏ ở lưng cô ấy để loại bỏ hầu hết máu độc ra. Chắc là không còn lo về tính mạng nữa. Nhưng tôi vẫn phải nói với cô,
Để loại bỏ máu độc, tôi đã mở một cái lỗ nhỏ ở sau lưng cô. Hình như đã làm hỏng vết bớt qua mai sau lưng cô. Sau này nó kết vảy lên da non. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ hơi ngứa, nhưng sẽ rất ít. Vết bớt qua mai sau. Mọi người nói chuyện đi. Tôi ra ngoài một lát. Tiếp nhiên quả thực có vết bớt qua mai. Lẽ nào đúng là hậu nhân của nhà họ Lam? Không được, mình phải tìm cách để xác nhận. Các cậu cũng coi như tới kịp thời. Độc cô gái trúng vẫn chưa lan khắp toàn thân. Thần y, có thể loại bỏ hoàn toàn độc trong người vợ tôi không? Đương nhiên là có. Cậu tưởng danh hiệu thần y của tôi là để dọa người sao? Không dám, không dám. Cầm lấy. Bảy gói thuốc này, mỗi ngày sắc một gói cho cô ấy uống. Sau 7 ngày, độc tố trên người cô ấy sẽ dần được loại bỏ hoàn toàn. Cứ bình tĩnh, Vũ Thiên Tường. Cậu muốn kết hôn với Thượng Quan Tuyết Nhi, tôi không để cậu được như ý đâu. Cậu không được sống hạnh phúc hơn tôi. Hoa Cúc thì sao? Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Sao thế? Không có gì. Nào, thử xem. Tuyết Nhi, không sao, rồi em sẽ tốt lên thôi. Thiên Tường,
Sao các anh lại tới đây? Anh. Bây giờ có người tố cáo Vũ Thiên Tường tình nghi giết hại Bảo Châu. Bây giờ phải bắt ngay. Anh nói gì thế? Chuyện này là thế nào? Phải đấy. Thiên Tường, đi cùng chúng tôi đi. Nguyên Giáp, rốt cuộc là có chuyện gì? Cô Tuyết Nhi, hôm nay có người tố cáo nói Thiên Tường là hung thủ giết người, e rằng khó tránh kiếp nạn lần này. Sao có thể chứ, Tuyết Nhi, Nguyên Giáp, anh đâu phải không biết Thiên Tường, anh ấy sao có thể giết người được chứ? Nào. Nào. Không sao, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Điều tra rõ ràng là được rồi, em ở nhà chờ anh nha. Nào. Dẫn đi, rõ. Đi. Thiên Tường, Tuyết Nhi, em tỉnh táo chút đi. Vũ Thiên Tường là hung thủ giết người, ngụy quân tử. Em tốt nhất quên cậu ta đi. Không, không thể nào. Thiên Tường không thể giết người được. Anh tìm cách cứu Thiên Tường đi. Nếu Thiên Tường có mệnh hệ gì, em cũng không muốn sống nữa. Nếu Vũ Thiên Tường đúng là hung thủ giết người thì không ai cứu được cậu ta hết.
Cô Thượng Quan, cô đừng như thế, cho tôi gặp Thiên Tường đi. Cô Thượng Quan, cô nghe tôi nói, Thiên Tường vô tội, cô đang làm khó tôi đấy. Cô Thượng Quan, Thiên Tường vô tội mà. Cô Thượng Quan, cô không thể vào đó được, anh hãy giúp tôi gặp Thiên Tường. Cô Thượng Quan, cô hãy nghe tôi nói, xin anh đấy, Thiên Tường. Cô Thượng Quan, cô thật sự không thể vào đó, tôi xin anh đấy, cho tôi vào đi. Cô Thượng Quan, cho tôi vào đi, cô không được vào, tôi xin các anh đấy. Cô làm gì chẳng khác nào làm khó tôi chứ, anh ấy vô tội mà. Thiên Tường, cô Thượng Quan, cô đừng như vậy, tôi xin anh đấy. Cô Thượng Quan, cô hãy nghe tôi nói, tôi xin các anh đấy, cho tôi vào đi mà. Cô Thượng Quan, Thiên Tường, chào anh, đây là văn kiện của anh. Được, đưa tôi cái kia. Chuyện của Thiên Tường được giải quyết rồi, nhân chứng xác nhận Thiên Tường giết người, lời khai không khớp với hiện trường phạm tội. Chắc chắn không, phí lời. Chuyện liên quan tới sự trong sạch của Thiên Tường, tôi có thể không chắc chắn được sao? Tốt quá rồi, đi, chúng ta đi tìm cục trưởng, nói cho rõ ràng. Đi, mau. Thiên Tường, em đi đây. Bây giờ em cũng không còn cách nào khác. Để anh có thể được thả ra, em chỉ có thể rời đi. Cô Tuyết Nhi, cô đeo tai nải đi đâu thế? Du Dung, tôi phải rời khỏi Vũ Phủ. Rời khỏi Vũ Phủ? Vậy cô ở đâu? Nhị thiếu gia hỏi tới thì phải làm sao? Tôi đến ở chỗ của Tống Thành. Còn nữa, nếu Tử Lương, nếu trong nhà xảy ra chuyện gì, xin bà hãy nói cho tôi biết. Bà hãy chăm sóc tốt cho Thiên Tường, đừng để anh ấy tới tìm tôi. Cô Tuyết Nhi, cô Tuyết Nhi, đang yên đang lành, chuyện này là sao đây? Cục trưởng, mở cửa ra. Dân, cục trưởng Trịnh, sao ông tới đây? Chuyên viên Vũ khiến cậu chịu ám mất rồi. Chuyện hãm hại cậu chúng tôi cũng điều tra rõ ràng. Người hãm hại cậu chúng tôi đang khẩn cấp thẩm vấn. Nếu có tin gì tôi sẽ nói ngay cho cậu biết. Chuyên viên Vũ, cậu đừng để bụng chuyện này, sau này chuyện phá án vẫn phải nhờ tới cậu. Cục trưởng nói gì thế? Tôi không để bụng đâu, xin cục trưởng yên tâm đi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói ra cậu cũng được coi là một nửa cảnh sát đúng không? Khó tránh phải chịu ám ức. Chỉ cần người dân của chúng ta có thể sống yên ổn thì quan trọng hơn tất thảy. Dân, cục trưởng. Du Dung, vị thiếu gia, cậu đã về rồi. Tuyết Nhi đâu rồi? Cô Tuyết Nhi, cô Tuyết Nhi đi rồi. Đi rồi? Tại sao? Cô ấy đi đâu? Bà không nói, tôi tự đi tìm. Nhị thiếu gia, tôi nói luôn vậy, cô Tuyết Nhi ở chỗ của Tống Thành. Cậu mau tìm cô ấy về đi. Bà nói cái gì? Chuyện gì nữa không biết? Không phải các cậu sắp thành thân rồi sao? Tôi còn nghe nói cậu vì cô ấy. Tôi đi tìm cô ấy tính sổ. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, việc này. Anh Thành vừa nghe nói cô Thượng Quan muốn tới để ở thì vui lắm, gọi điện dặn dò tôi sắp xếp căn phòng tốt nhất cho cô. Không cần phiền thế đâu, bây giờ tôi chỉ ở tạm thôi. Chờ tôi tìm được chỗ ở, tôi sẽ dọn đi. Tiện thể giúp tôi gửi lời cảm ơn tới anh Thành. Cô Thượng Quan không cần khách sáo. Giờ tôi đi gọi điện cho đội trưởng Thượng Quan, bảo anh ấy là cô đã tới đây ở. Làm phiền anh. Sao anh lại tới đây? Sao em dám đến ở chỗ của Tống Thành? Chuyện của em không cần anh quan tâm. Thiên Tường, em xin lỗi. Để bảo vệ Tử Lương, em phải rời khỏi anh.
Em hãy nhìn anh. Em hãy nhớ. Thượng quan Tuyết Nghi em chỉ thuộc về Vũ Thiên Tường Anh. Anh thả em ra. Anh thả em ra. Thiên Tường, bỏ ra. Anh mau thả em ra. Thả cô Thượng quan ra. Chán sống sao? Thiên Tường. Chuyện Thiên Tường được thả ra, anh đừng hé răng với Thượng quan Diệu Dương. Anh ta giờ này không biết bị làm sao. Lúc nào cũng đối đầu với Thiên Tường. Nhỡ xảy ra sơ suất gì thì phải làm sao? Yên tâm đi, tôi có phải đồ ngu đâu. Hai cậu đang ngồi ở đây chơi sao? Vũ Thiên Tường không có đây thì hết việc làm sao? Tôi... Các cậu muốn làm gì? Đội trưởng Thượng quan, anh cũng không thể nói thế được. Sông có khúc người có lúc. Chờ anh phát hiện Vũ... Phát hiện Vũ Thiên Tường làm sao? Đội trưởng Thượng quan, Thiên Tường và Tuyết Nhi dù sao cũng là... Anh nói xem, cậu nghe cho rõ đây. Bây giờ em gái tôi và Vũ Thiên Tường không còn quan hệ gì cả. Thôi bỏ đi. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, không thèm chấp các cậu. Vừa nãy Quyền Hổ gọi điện thoại cho tôi, nói em gái tôi đã dọn tới chỗ ở của Tống hội trưởng, đã hoàn toàn rời khỏi nhà họ Vũ. Bây giờ tôi sẽ đi thăm em gái tôi. Vũ Thiên Tường, anh muốn làm gì? Anh thả em ra. Anh thả em ra. Vũ Thiên Tường. Vũ Thiên Tường, anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Thả em ra. Vũ Thiên Tường, anh nói gì đi chứ? Anh... Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Đội trưởng Thượng quan, Hổ Tử, cậu xem tôi mua gì này. Chân và hầm già rượu nấu. Hôm nay là một ngày đáng để chúc mừng. Tuyết Nhi đâu rồi? Cô Tuyết Nhi, nhìn cậu mất hứng thế. Yên tâm đi, thịt và rượu cũng có phần của cậu. Đội trưởng Thượng quan, đừng nói nữa. Cô Tuyết Nhi bị Vũ Thiên Tường đưa đi rồi. Anh bỏ tay ra. Em yêu anh như thế. Thậm chí còn vì anh mà đợi mất một mắt. Anh không tin. Anh không tin anh vừa vào tù em đã sai vào lòng của Tống Thành. Em rốt cuộc có chuyện gì khó nói? Không, em không có. Em ấp a ấp úng như vậy. Lẽ nào thật sự em có gì với Tống Thành sao? Thiên Tường, em xin lỗi. Em không thể dùng tính mạng của Tử Lương để mạo hiểm. Em xin lỗi. Thiên Tường, em xin lỗi. Em xin lỗi. Được. Được thôi. Bây giờ ngay cả một câu nói dối em cũng không muốn nói với anh. Phòng của em là phòng thứ hai, tính từ bên trái ở trên tầng. Em lên đi. Sao anh biết rõ nơi này vậy chứ? Đây không phải là câu em nên hỏi.
Em hỏi anh gì sao? Biết rõ về biệt thự này như thế. Đó là gì? Đây là ngôi nhà anh mua cho tân hôn của chúng ta. Chỉ là bây giờ tất cả đã thành công tốt rồi. Làm cái gì thế? Tránh ra. Không được vào. Vũ Thiên Tường, cậu ra đây. Anh không được vào. Vũ Thiên Tường, cậu có ra không hả? Có chuyện gì thế? Đội trưởng Thượng Quan, đừng lỗ mãng vậy chứ. Có gì từ từ nói. Đừng nhiều lời với tôi. Đi gọi Vũ Thiên Tường ra, bảo cậu ta đưa Tuyết Nhi về. Thượng Quan Diệu Dương, đừng tưởng anh là cảnh sát thì có thể tới nhà họ Vũ chúng tôi làm càn. Xông lên cho tôi. Dù thế nào cũng là mình nợ Thiên Tường. Những món này mình làm cho Thiên Tường, hy vọng anh ấy không giận mình nữa. Thiên Tường, cơm xong rồi. Thiên Tường. Thân thủ của Thượng Quan Diệu Dương sao giống với người áo đen xuất hiện trong vũ phủ hai lần trước vậy chứ? Tất cả dừng tay. Thiên Tường bắt cô Thượng Quan, đó là lỗi của nó. Đội trưởng Thượng Quan, hai ta cần gì phải làm mất hòa khí như vậy chứ? Huống hồ bây giờ em cho tôi cũng không có nhà. Không tin anh có thể vào lục soát. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đội trưởng Thượng Quan, thân thủ của anh lợi hại thật đấy, khiến người ta mở mang tầm mắt. Nếu Tuyết Nhi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho Vũ Thiên Tường đâu. Chuyện này dễ nói mà. Nếu đội trưởng Thượng Quan muốn dùng tội giết người để bắt Thiên Tường, thì nhà họ Vũ chúng tôi chắc chắn sẽ đại nghĩa diệt thân, tuyệt đối không can thiệp. Không hẳn thế chứ. Theo tôi thấy, Vũ Thiên Tường vẫn chưa thể làm chuyện như giết người. Thực ra lúc Bảo Châu bị giết, tóm lại tôi cho cậu biết, nếu không tìm thấy Tuyết Nhi thì cả nhà cậu đều bị nghi ngờ tội bắt cóc. Theo tôi về đồn thẩm vấn. Lẽ nào lúc Bảo Châu chết, Thượng Quan Diệu Dương có mặt ở đó? Liệu có phải anh ta đã điều tra được là mình giết Bảo Châu? Vậy Thượng Quan Tuyết Nhi có biết không? Thiên Tường, Thiên Tường, Thiên Tường, Thiên Tường. Kỳ lạ, đi đâu rồi nhỉ? Chúng ta đi thôi Tử Lương. Đi chậm thôi, cẩn thận đấy. Chậm thôi. Dân, tiểu thư Thanh Hà. Du Dung, tôi dẫn Tử Lương ra ngoài chơi. Hay để tôi đi cùng với cô, không sao. Tôi cũng được Tử Lương ra ngoài chơi nhiều lần rồi. Bà không cần lo, được, đúng không Tử Lương? Du Dung, chúng tôi đi đây. Đi. Đi thôi. Thả em ra. Vũ Thiên Tường, anh muốn làm gì hả? Thả em ra. Em chủ động tới phòng anh. Thả ra. Anh thả ra. Em là vợ anh. Anh làm gì thế? Em còn hỏi anh làm gì sao? Thả em ra. Anh nằm im đi. Anh chỉ muốn ôm em thôi. Tốt lắm Tử Lương, chúng ta làm lần nữa. Dân, ném về đằng kia ấy. Nhìn thấy chưa? Nào. Tốt lắm.
Lại lần nữa nào. Dân, đứng đây nhé. Xin lỗi, bọn anh tới muộn rồi. Xin lỗi nhé. Nào Tử Lương. Xin lỗi nhé, bọn anh tới muộn rồi. Cà vạt của anh đi vội quá. Con thề sẽ không bao giờ để ý tới cậu ấy nữa. Từ nay về sau, con và cậu ấy sẽ không đội trời chung như nấm lớn và nấm sò. Nấm lớn và nấm sò khác gì nhau chứ? Mùi thơm ngát và mùi thơm dịu. Nói với những người khứu giác không nhạy bén như cậu cũng khó. Tiểu tổ tông của cha, con làm sao thế? Xin quan tòa nói ra tội trạng của tôi. Tôi xin giữ im lặng. Giữ im lặng sao? Cha mời luật sư tới cũng vô dụng. Con tuyên án cha tù chung thân, sẽ không thèm quan tâm tới cha nữa. Đã trưa rồi, chúng ta đi ăn chút đồ được không? Dân, đi thôi. Được, đi nào, chúng ta đi ăn nhé. Đi. Đi. Nào. Đi ăn đồ ngon thôi. Sao em lại khóc? Em Thiên Tường, vì Tử Lương, em không thể ở bên anh được. Em muốn rời khỏi đây. Em muốn đi tìm Tống Thành sao? Em muốn quay lại chỗ của Tống Thành. Thượng quan Tuyết Nhi, em hãy nhớ lấy, cả đời này em chỉ thuộc về Vũ Thiên Tường. Anh sẽ không để em rời khỏi anh. Anh tuyệt đối không cho em rời khỏi anh. Đồ ăn đến đây. Đồ ăn đã lên đủ. Được, cảm ơn. Chúc ngon miệng. Nào. Nào, con ăn đi. Tanh quá. Nếm thử đi. Cay quá. Nào. Đắng quá. Rốt cuộc con muốn sao? Từ Lai, chú Từ Lai quay nghe về hội ngâm thơ hôm qua nên mới không vui. Hội ngâm thơ chính là cái chú tham gia hôm qua. Còn đồng ngũ ông già Noel gì đó sao? Cô Mary nói rồi, bảo mẹ tới tham gia. Có mỗi chú là cha, mọi người dây quanh hát hò, còn chú lại ngủ gật. Cha không những ngái mà còn chảy nước miếng. Các bạn trong lớp đều cười con. Cha có biết không? Quay Nhi, Quay Nhi, Quay Nhi, mau đuổi theo. Ông chủ, tiền tôi để đây nhé. Quay Nhi, Quay Nhi. Đại thiếu gia đâu? Ở bên kia. Đại thiếu gia, xem ra thượng quan Diệu Dương đã biết tôi mới là hung thủ giết Bảo Châu. Cái gì? Liệu anh ta có nói cho người khác biết không? Nhất là cô em gái của anh ta. Không cần phải lo, anh em họ tôi sẽ giải quyết từng người một. Anh đi lấy sổ sách trong nhà ra đây cho tôi. Trong đó có ghi chép tài vụ gần đây của Thiên Tường. Không chừng có thể điều tra ra rốt cuộc Thiên Tường đã giấu thượng quan Tuyết Nhi ở đâu. Được, dân. Quan Nhi, Quan Nhi, Quan Nhi, đừng chạy nữa. Quan Nhi, đừng chạy nữa. Quan Nhi, chậm thôi con. Quan Nhi, chờ mình với. Chậm thôi Quan Nhi. Quan Nhi, Quan Nhi, Quan Nhi, Quan Nhi, đừng chạy nữa. Quan Nhi, chạy chậm thôi. Cẩn thận. Quan Nhi, không được qua đây. Qua đây là con sẽ nhảy xuống.
Quang Nhi, Quang Nhi con bình tĩnh, nghe lời cha. Cha xin lỗi con, giờ này cha bận quá nhiều việc nên lơ là con. Quang Nhi, bình thường cha cháu hết lòng hết dạ với cháu, chắc chắn là cháu biết. Nếu cháu không hiểu cho cha cháu thì cháu cứ nhảy xuống đi. Thanh Hà, em nói gì vậy chứ? Quang Nhi, nghe nói những người rơi xuống nước sẽ trở nên rất rất thối, hơn nữa còn bị cá ăn thịt đấy. Nếu cháu không sợ thì nhảy xuống đi. Thật sự bị cá ăn thịt sao? Trở nên rất thối sao? Tử Lương, Quang Nhi, đừng làm mầm lên nữa, mau xuống đi. Tử Lương, đưa Quang Nhi đi chơi đi. Đi thôi. Công việc bận rộn không phải cái cớ để lơ là trẻ con. Nếu anh đã quyết định nuôi nấng con bé thì phải chịu trách nhiệm với con bé. Cài cúc cẩn thận, thắt cà vạt ngay ngắn. Thể diện của trẻ con đều là do anh cho. Tử Lương, Quang Nhi, cẩn thận đấy. Em tìm gì thế? Không có gì. Em đang tìm nó sao? Phủ Thiên Tường, em nói cho anh biết, bây giờ em muốn rời khỏi đây. Em muốn rời khỏi đây ngay. Tuyết Nhi, anh thả em ra. Thả ra. Thả. Tuyết Nhi, anh đi đi. Tuyết Nhi, em đi chậm thôi. Anh thả em ra. Vũ Thiên Tường. Alo. Tại sao nghe giọng mình thì tắt máy? Chỗ này không có ai biết. Lẽ nào là Tống Thành gọi tới? Anh thả em ra. Dù em có làm gì, anh cũng không thả em đi đâu. Anh đừng động vào em. Thả em ra. Anh hỏi em lần nữa, rốt cuộc là tại sao? Em rời khỏi anh để ở bên Tống Thành, sao anh đối xử với em như vậy chứ? Sao anh hành hạ em như vậy chứ? Anh giết em luôn đi. Anh giết em đi. Em tưởng anh không muốn sao? Nhưng anh không xuống tay được. Anh sẽ vĩnh viễn nhốt em ở đây. Vĩnh viễn nhốt em ở bên cạnh anh. Em hãy ngoan ngoãn ở đây đi. Anh đi điều tra chân tướng. Quang Nhi mệt quá rồi, anh đưa con bé về trước. Hôm nay cảm ơn em. Không có em, anh thật sự không biết đối phó con nhóc này như thế nào nữa. Không có gì. Em thấy trời sắp mưa rồi, không giữ anh ở lại nữa. Đừng để mẹ của Quang Nhi chờ sốt ruột.
Tạm biệt. Được. Cô Thanh Hà, vừa nãy cô nói nhầm rồi. Cô nói nhầm gì cơ? Thực ra Quai Nhi không có mẹ. Ý cháu là chú Từ Lai một mình nuôi lớn Quai Nhi sao? Quai Nhi không có bố và mẹ, là chú Từ Lai nhận nuôi Quai Nhi. Xem ra anh ấy là một người tốt.